Sách mày dần đi. Như bong bóng trong xì ra phòng kia có điều hòa nữa. À, thôi cứ qua đây, qua đây, qua đây cũng được. Được còn sáng. Còn đau nữa, bình tĩnh mà cảm nhận mới nặng bụng ẩn xí đau rồi, mới có 3 phút. Còn đau dài dài nghe mà rung. Quay à? 12 cái. Được không chị Hà? Được 12 cái không? Hình như ông cô này là hồi trước đi rồi. Chung là ra cũng không nhiều lắm đâu, trong được gần được 6 à? Nhìn dạy không phải dạy. Nhiều khi qua ta được 2 cái. Cái này là cái cục chiếu à, tôi tưởng một cục ở trong. Không, cái cục mà ấy lâu ngày là cũng thành thứ lâu dục chiếu ra luôn. Không, không chiếu nó có cục lụng nữa à.
bà này nữa đi theo. Chưa xin hiện thầy. Chứ đang làm rồi anh ơi. Anh Hoàng thấy em xin được một thanh thôi. Cái kéo luôn chứ, chưa kéo luôn hả? Nãy rồi anh kéo rồi. Thôi chuyện gì nữa. Ở đây đâu có người được cao, nhưng mà thấy là cái này anh thấy đường đi. Thấy được mặt trượt là 20 phần lần. Nó khách ở đó là lên cầm cái đầu anh vô này lên cầm đầu. Đúng không? Vui xíu không được. Bị lắm, bị đoạn đầu mà đang đó. Cái này không phải là muỗng. Ô bà đạo không vậy? Không. Ô bà đạo ông thúi chứ chịu nổi rồi. Thúi là chị ung thư mũi thôi. Còn này hay là không thúi. Đang chưa đã. Xíu mình cho bà xem video. Nhớ bên đầu chỗ này cho nên có cục mây lắm. Lâu rồi, cả năm rồi, chưa làm lại. Mưa rồi đó. Mưa rồi.